Bao năm Kim Jong Kook vẫn khiến dân tỉnh tim đập chân run, vì body cuồn cuộn, ông chú sexy bức thở nhất quiz là đây. Nhắc đến Kim Jong Kook, chắc hẳn ai cũng nhớ đến hình ảnh người đàn ông sở hữu ngoại hình nam tính, rắn giỏi, múi nào ra múi nấy. Nổi tiếng là nam nghệ sĩ với niềm đam mê tập kim bất tận của Beast, các fan chẳng còn lạ gì khi hồ, Kim thường xuyên khoe khéo hình thể khỏe mạnh, cuồn cuộn cơ bắp trên sóng truyền hình. Mới đây, nhà đài SBS vừa tung ra một video trên YouTube tổng hợp lại những khoảnh khắc khoe body sexy của Kim Jong Kook trong chương trình Me Ugly Ducking. Đoạn video khiến các fan girl phải tím đập chân run khi được chứng kiến body cuồn cuộn cơ bắp, rắn giỏi và nam tính của Kim Jong Kook. Ở tuổi 44, phải công nhận rằng hiện tại Kim Jong Kook chính là ông chú quyến rũ đến bức thở nhất Beast. Cảnh tắm sexy bức người của Kim Jong Kook ngoài đời thực trông chẳng khác gì những cảnh tắm siêu hot của các nam tài tử trong những bộ phim truyền hình nổi tiếng. Body nam tính với cơ bụng 6 múi cực phẩm và cánh tay cuồn cuộn cơ bắp của Kim Jong Kook khiến ai nấy phải tròn mắt ngắm nhìn. Đến mợ ngố, Song Ji Hyo cũng cười tươi khi được chiêm ngưỡng hình thể cực phẩm của anh hổ. Nhìn body của Kim Jong Kook, chả ai ngờ nổi đây nam nghệ sĩ này đã bước vào hàng U45. Danh hiệu ông chú sexy nhất nhì Beast chắc chắn không thể thuộc về ai khác ngoài anh hổ. Netizen cũng không tiếc lời khen ngợi hình thể chuẩn không tưởng của Kim Jong Kook, ông vua của cơ bắp đây rồi, chắc đây là Terminator bản Hàn Quốc, nhìn cách anh ấy bảo dưỡng cơ thể kìa. Bao nhiêu năm nay, nhờ việc tập kim đều đặn, ăn uống điều độ, Kim Jong Kook vẫn giữ được hình thể chuẩn, khỏe mạnh và săn chắc chẳng khác gì những vận động viên chuyên nghiệp. Dù có đi du lịch hay có lịch trình ở nước ngoài, người năng lực cũng phải đến phòng gym và cắm đầu vào việc tập luyện như thường. Nhờ việc chăm chỉ tập kim, ở tuổi 44, Kim Jong Kook vẫn giữ được hình thể săn chắc cực phẩm. Thành quả nhiều năm tập luyện của Kim Jong Kook chính là body điểm 10 hoàn hảo, đẳng cấp hình thể thuộc hàng nhất nhì Beast, khối đàn em chạy dài cũng không đuổi kịp. Nguồn: Onkpop, YouTube. Nhấn nút subscribe để luôn nhận được những tin mới nhất.